Hôm nay nhân ngày 20 tháng 11, các anh em bạn bè, nghệ sĩ đến nhà Thanh Tùng liên hoan. Sau bữa cơm liên hoan, có ngồi lại để hòa tấu, đàn nhạc và hát. Xin giới thiệu nghệ sĩ Vũ Công Tự, vừa đàn nguyệt vừa trình bày bài hát theo điệu dân ca. Nghệ sĩ Hoàng Nguyên đánh trống và chiêng cùng hòa. Các anh em nghệ sĩ khác ngồi theo dõi rất là chăm chú. Xin giới thiệu cùng quý vị. Tiếp theo là điệu Sa Thượng.